Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với lời khóa ngữ pháp tiếng Anh trung học phổ thông. Thì hôm nay Aichan sẽ mang đến cho các bạn kiến thức về mệnh đề trạng ngữ. Về cơ bản thì chúng ta có thể hiểu mệnh đề trạng ngữ là một mệnh đề phụ thuộc mang chức năng của một trạng ngữ nhằm để bổ nghĩa. Nói cách khác, mệnh đề trạng ngữ sẽ trả lời cho các câu hỏi when, where, how, why, to what extent, how are, under what conditions. Tức là khi nào, ở đâu, như thế nào, tại sao, trong mức độ nào hay là hoàn cảnh nào mà xảy ra các sự kiện. Đó là sơ lược về mệnh đề trạng ngữ. Tiếp theo ở phần lý thuyết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cái cấu trúc của trạng ngữ thông dụng. Thì chúng ta sẽ có là về cái những cái mệnh đề hay là cụm từ mà nó chỉ cái sự nhượng bộ, bắt đầu bởi until, though, even though, even if, in spite of hay là despite. Nghĩa cho những cái từ này mình có thể dịch làm dùng. Và đối với cách dùng thì chúng ta có hai loại khác nhau. Đó là đối với until, though, even though hay là even if thì chúng ta sẽ cộng với lại một cái mệnh đề. Ví dụ, đối với ba từ này mình có thể chọn một trong ba từ này, từ nào cũng được. Sau đó mình cộng với lại cái mệnh đề là she had a headache. Sau đó mới tới cái kết quả đối ngược lại, tương phản lại là she went to work. Tức là mặc dù cô ấy bị đau đầu thì cô ấy vẫn đi làm. Cái vế trước và cái vế sau nó đối nghịch với nhau. Tuy nhiên đối với chữ in spite of hay là despite thì chúng ta sẽ cộng với một cái cụm từ chứ không phải là một cái mệnh đề như phía trên nữa. Ví dụ, despite hay là in spite of, her headache, she went to work. Mặc dù cơn đau đầu của cô ấy vẫn đi làm. Tức là hai vì mình viết cái mệnh đề là she had a headache, mình đã chuyển thành her headache. Đây là she, cô ấy, mình chuyển thành tốt từ, đây là her. Sau đó mình chuyển cái danh từ xuống, headache. Tiếp theo là những cái mệnh đề hay là cụm từ mà chỉ cái nguyên nhân, nó được mở đầu bởi is, because hay là since. Nghĩa chung thì mình có thể dịch là bởi vì. Đối với cách dùng thì đối với những cái từ because, since hay là is thì mình sẽ cộng với lại một cái mệnh đề. Ví dụ, as long is short, she can't reach the book on the shelf. Bởi vì Lan thấp bé nên là cô ấy không thể nào mà với tới cái quyển sách ở trên kệ được. Tức là chữ is này nó là mình dịch là bởi vì, và Lan is short nó là một cái mệnh đề có cụm chủ vị liên quan. Và nguyên cái cụm ban đầu trước cái dấu phẩy nó chỉ cái nguyên, chỉ cái nguyên nhân, và cái kết quả ở phía sau là cô ấy không có với tới cái quyển sách. Hoặc là đối với ví dụ, because there was a storm, students have to stay at home. Tức là bởi vì đã có một cái cơn bão nên là học sinh phải ở tại nhà. Chúng ta thấy rõ ràng là because cộng với lại nguyên một cái mệnh đề là there was a storm. Ở phía sau là cái kết quả. Tuy nhiên, đối với những cái từ cũng là bởi vì đấy, cũng là chữ nguyên nhân, như là because of, due to, thanks to, mình đã cộng với lại một cái cụm từ. Cụ thể là because of being short, Lan can't reach the book on the shelf. Là bởi vì thấp bé, Lan không thể nào với tới quyển sách ở trên kệ. Cái ý nghĩa nó không hề thay đổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng chữ is thì mình phải viết rõ ra là Lan is short. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng because of thì mình phải tóm lại cái cụm này nó thành cái cụm từ là being short. Mình lược bỏ chủ ngữ và sau đó mình chuyển cái is này trở thành verb in và being. Rồi, short. Và lại đối với câu tiếp theo là due to a storm, students have to stay at home. Là bởi vì cái cơn bão mà học sinh phải ở tại nhà. Ở phía trên là because there was a storm. Mình viết cụ thể cụm chủ vị, nhưng ở phía dưới thì nó chỉ là một cái cụm danh từ thôi, là a storm. Ngữ nghĩa nó hoàn toàn không hề thay đổi, nhưng mà phụ thuộc vào cái
những cái từ mà mình sử dụng mình phải điều chỉnh cho nó phù hợp. Tiếp theo đó là cái mệnh đề chỉ kết quả. Mà trong cái nội dung câu thì nó sẽ có hoặc là search that hoặc là solve that. Ví dụ, đối với cái mẫu là solve thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc của câu là chủ ngữ cộng với lời động từ cộng với chữ solve. Rồi, tiếp theo đó là trạng ngữ hoặc nó là trạng từ hoặc là tính từ. Rồi mới cộng với that và tiếp theo là cái mệnh đề kết quả là có chủ ngữ với lại động từ. Mình sẽ dịch về cơ bản nó theo quá đến nỗi. Ví dụ, the food was so hot that we couldn't eat it. Mình sẽ thấy là những cái thức ăn đó thì nó nóng đến nỗi mà chúng tôi không thể ăn được. The food ở đây nó đóng vai trò là cái chủ ngữ, sau đó là tới cái động từ, là động từ to be ở đây cộng với so, và mình thấy hot, hot ở đây là cái adjective. Rồi, nó đứng sau ngay chữ so mới tới chữ that và cuối cùng là cái mệnh đề kết quả là chúng ta không ăn được nó. Tuy nhiên đối với chữ search thì chúng ta sẽ sử dụng nó hơi khác một chút. Cụ thể là chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với lại động từ cộng với search. Rồi, nó sẽ là nguyên một cái cụm danh từ ở phía sau. Cụm danh từ thì đối với danh từ số ít thì chúng ta sẽ có cái mạo từ in. Rồi, cộng với lại cái adjective. Sau đó là tới cái danh từ. Nhưng mà nếu nó là số nhiều thì mình sẽ được bỏ in này. Rồi mình cộng that và sau đó là cái mệnh đề chỉ kết quả. Cụ thể, she is such a beautiful girl that everyone likes her. Cô ấy là một cái cô gái xinh đẹp đến nỗi, quá đến nỗi, xinh đẹp quá đến nỗi mà mọi người đều yêu thích cô ấy. Như vậy mình thấy rõ ràng đối với chữ such ở đây thì mình sẽ cộng với lại một cái cụm danh từ là a beautiful girl. Tất nhiên, nếu mà cái mẫu câu này mình sẽ không sử dụng cái search that mà mình sử dụng so that thì mình phải viết như thế nào? Đó là she is so beautiful that everyone likes her. Giống như vậy. Giống như ở cái cấu trúc ở phía trên. Tức là chúng ta có thể linh hoạt chuyển đổi hai cái cấu trúc này. Đối với so many và so much thì chúng ta có thể dịch là nhiều đến mức, nhiều đến nỗi. Rồi, cái cấu trúc chung thì nó cũng khá là tương tự. Nên là chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng động từ cộng với lại so many. So many thì nó sẽ đi sau, nó sẽ đi theo sau nó là cái danh từ đếm được cộng với lại that. Rồi, cộng với lại một cái mệnh đề khác nữa. Còn đối với so much thì sẽ là danh từ không đếm được. Ví dụ, she has so many hats that she spends much time choosing the suitable one. Cô ấy có nhiều cái mũ đến nỗi mà cô ấy dành nhiều thời gian để chọn ra cái thích hợp. Mình thấy là she này là chủ ngữ, verb là his đã được chia rồi. Rồi mình cộng với lại so many. Sau đó là một cái danh từ số nhiều đếm được là has. Rồi, nhiều mũ đến nỗi that. Rồi, cô ấy dành nhiều cái thời gian, đó là cái kết quả ở phía sau. Tuy nhiên, đối với lại cái danh từ không đếm được thì mình sẽ sử dụng so much. Cụ thể là he drank so much milk in the morning that he felt bad. Anh ấy uống nhiều sữa vào buổi sáng đến cái mức mà anh ấy cảm thấy khó chịu. Milk, danh từ không đếm được nên mình sẽ sử dụng là so much. Rồi, that cộng với lại cái kết quả phía sau. Đối với cụm từ chỉ kết quả thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc là to, rồi to ở phía sau. Cụ thể, cái mẫu câu nó sẽ là chủ ngữ cộng động từ, rồi cộng với chữ to, rồi nó sẽ tới là cái adjective hoặc là cái trạng từ. Tiếp theo là for someone, cho ai đó. Rồi mới tới to cộng với lại verb nguyên mẫu, mà hãy dịch là quá đến nỗi không thể. For example, he was too fast for me to keep up. Như vậy là
anh ấy đi nhanh đến mức mà tôi không thể theo kịp, hoặc là anh ấy đi, tức là anh ấy đi nhanh quá quá mức để cho tôi theo kịp. Giống như vậy, mình thấy he này là chủ ngữ, was là động từ, to này là quá rồi, quá rồi, quá như thế nào, quá nhanh, fast. Và này là trạng từ để bổ ngữ cho cái chữ was này, nó thể hiện cái cách thức ngay chỗ này, nó là nhanh. For someone, for someone, cho ai đó, là cụ thể ở đây là for me. Rồi, to, cộng động từ nguyên mẫu, khiếp vào. Như vậy mình thấy là cái chủ ngữ ở đằng trước, he, và cái someone này là hai đối tượng khác nhau. Tiếp theo là cái cấu trúc sử dụng chữ enough, là đủ để. Thì mình sẽ có hai mẫu khác nhau. Đó là mở đầu chúng ta đều sử dụng là chủ ngữ tới động từ, sau đó là enough. Enough nó sẽ đứng ở phía trước danh từ, rồi mới for someone cộng to their infinity. Nhưng mà nếu mà là tính từ hoặc là trạng từ thì nó sẽ đứng trước, xong rồi mới tới enough. Rồi, ví dụ, I have enough tickets for everyone to watch the football match. Tôi có đủ vé cho tất cả mọi người xem cái trận bóng. Cụ thể đó, ví dụ là I have enough tickets for everyone to watch the football match. Thì chúng ta thấy là cái cấu trúc và chủ ngữ ở đây là I. Sau đó là cái động từ là have. Enough, enough sẽ đứng trước cái danh từ, ở đây là tickets. Sau đó mình mới cộng for someone, someone ở đây là everyone, cộng với to, rồi động từ nguyên mẫu là watch, rồi phần phía sau. Tiếp theo đó, với tính từ thì chúng ta có cái ví dụ là these oranges are ripe enough for everyone for us to eat. Ở đây là những cái trái cam á thì đã chín đủ để chúng ta ăn rồi. Rồi chúng ta thấy là cái chữ này, cái chữ chính ở đây, nó là cái tính từ, nó đứng trước cái chữ enough. Sau đó mình nói for someone, to, cộng verb, nguyên mẫu. Đối với trạng từ, thì chúng ta có ví dụ he explains clearly enough for me to understand. Anh ấy giải thích rõ ràng, đủ để cho tôi hiểu được. Như vậy, chữ clearly này, nó là trạng từ, nên là nó đứng trước chữ enough. Đối với những cái mệnh đề hay là cụm từ mà chỉ mục đích thì nó được thể hiện bằng những cái cụm so that hay là in order that, thì chúng ta có thể dịch nghĩa nó là để. Đối với cách dùng thì chúng ta có cái cấu trúc là chủ ngữ, động từ cộng so that hoặc là in order that cộng với lại chủ ngữ và cái can, could, will, would. Nói chung nó là dạng modal verb mà chỉ cái khả năng, sau đó cộng với lại be infinity. For example, I study hard so that I can pass the exam. Tôi học chăm chỉ để mà tôi có thể vượt qua cái kỳ thi. Như vậy cái so that này mình dịch là để, và cái mục đích của cái việc mà tôi học chăm chỉ đó là qua kỳ thi. Mình thấy là cái cấu trúc nó ứng với lại phía trên, I chủ ngữ verb study hard, sau đó là so that cộng với lại s. Ở đây cái subject ở đây là I. Can, could, will, would thì chúng ta có chữ can, và cuối cùng là động từ nguyên mẫu là pass. Hoặc là đối với in order that thì chúng ta có cái ví dụ we send monthly reports in order that they will have full information. Chúng ta gửi cái báo cáo hàng tháng để cho họ có thể có, để cho họ sẽ có đủ cái thông tin. Chúng ta thấy là nói chung là cái so that và in order that nó hoàn toàn có thể thay thế được vị trí cho nhau, nó không có thay đổi về cái mặt cấu trúc. Và cái chủ ngữ ở phía sau, chủ ngữ cho cái mệnh đề, cái mục đích ấy, thì nó có thể giống, trùng hoặc là khác với lại cái chủ ngữ ban đầu. Đối với cụm từ thì ở thể khẳng định chúng ta có to, so as to hoặc là in order to cộng với lại động từ nguyên mẫu, nó cũng có nghĩa là để.
Ví dụ, he got up early. Rồi, to, so as to, in order to. Cộng với lại động từ nguyên mẫu là go to the office on time. Anh ấy thức dậy sớm để. Rồi, một trong ba chữ này cái cách dùng nó giống nhau. Đi đến văn phòng kịp kịp thời gian. Đối với in order for thì chúng ta có cấu trúc là chủ ngữ, động từ cộng in order for someone. À, đó là một đối tượng khác so với cái chủ ngữ này. Cộng to, rồi cộng động từ nguyên mẫu. They planted many trees and flowers in the school in order for students to play with. Tức là họ trồng nhiều cây và hoa ở trong trường để cho học sinh có thể chơi. Ở đây thì chúng ta thấy là cái in order for này là để cho ai? Học sinh cộng với lại to, rồi động từ nguyên mẫu play. Và thấy là cái chữ they ở đây, cái chủ ngữ ban đầu, cái subject ngay chỗ này, nó sẽ khác với lại cái someone là students ngay chỗ này. Đối với dạng phủ định thì cấu trúc cũng tương tự, nhưng mà thay vì chúng ta dùng so as to, in order to thì chúng ta thêm not vào. So as not to, in order not to. Tức là để không phải. I study hard, so as not to, hoặc là in order not to, fail the upcoming exam. Tôi học chăm chỉ để mà không phải rớt cái kỳ thi sắp tới. Tức là đối với cái ví dụ trước đó là I study hard, so as to pass the exam, vượt qua kỳ thi, để mà vượt qua kỳ thi. Thì ở đây mình thấy cái nghĩa nó sẽ thay đổi rồi, là để không rớt cái kỳ thi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm quen với lại cái cách thức mà chuyển từ mệnh đề sang cái cụm từ. Thì chúng ta có cái mệnh đề, nó sẽ có cái dạng là chủ ngữ cộng động từ cộng với lại tân ngữ. Đối với cụm từ thì nó sẽ là mỗi cụm danh từ, cụm động từ, vân vân. Và khi mà chuyển từ mệnh đề sang cụm từ thì chúng ta có một số cái công thức như sau. Đầu tiên, nó là chủ ngữ cộng động từ to be cộng với lại tính từ, thì chúng ta sẽ chuyển thành cái từ sở hữu là his, her hoặc là my, nó phụ thuộc vào cái chủ ngữ phía trên. Sau đó cộng với lại cái danh từ. Cái danh từ này thông thường nó sẽ là cái tính từ đó thêm this vào ở phía sau. Nhưng mà một số trường hợp thì nó cũng sẽ khác tùy theo cái tính từ. Cụ thể, I was tired, tôi mệt, thì mình sẽ chuyển như thế nào ở trên? Ở trên cái cấu trúc mà mình thấy là cái cấu trúc mệnh đề của nó là I là subject, was là động từ to be, not tired là cái tính từ. Như vậy mình hãy áp dụng cái công thức là his, her hoặc là my, hoặc là một cái từ sở hữu nào khác. Thì ở đây mình thấy I chuyển thành my. Rồi, now của nó là từ attitude thêm next là tired, tiredness. Hoặc là he is seriously ill, anh ấy bị bệnh trầm trọng luôn rồi, nghiêm trọng lắm. Rồi khi mà mình chuyển thành cụm danh từ thì chữ he này mình sẽ chuyển thành cái từ sở hữu của nó là his. Sau đó là chữ ill là tính từ, mình sẽ chuyển thêm ness vào hoặc illness. Và ở chính giữa mình thấy cái ví dụ này á, là nó có cái trạng từ, cái từ bổ nghĩa cho cái tính từ này là seriously, nghiêm trọng. Thì mình phải chuyển từ cái trạng từ nó thành cái tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ, là mình bỏ ly, nó biến thành serious. Đối với cái cấu trúc mà có chữ the cộng now cộng động từ to be và cộng tính từ thì chúng ta có thể chuyển thành the cộng tính từ cộng với danh từ phía trên, chuyển the xuống từ trên xuống, rồi tính từ chuyển xuống cộng với lại danh từ. Ví dụ, the house is big. Cái căn nhà thì to. Mình sẽ áp dụng là the chuyển the vào. Sau đó, tính từ ở đây là big, chuyển big. Nhân từ house, the big house. Trong cái trường hợp mà khi mà chủ ngữ ở hai mệnh đề giống với nhau, thì chúng ta có thể chuyển thành động từ thêm in. Ví dụ, although Tom got up late, he got to school on time.
Mặc dù là Tom thức dậy trễ, anh ấy đến trường đúng lúc. Tức là cái chữ Tom và chữ hi này nó là tránh cái lặp lại cái tên Tom ban đầu thôi. Chứ mà cả Tom, cái đối tượng chính của cái câu này nó chỉ có một mình là cậu Tom này thôi. Như vậy khi mà mình chuyển từ cái mệnh đề Tom got up late trở thành cái cụm từ verb in thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên là mình phải chuyển cái although này thì nó sẽ cộng với là mệnh đề. Bây giờ nó cũng là mặc dù nhưng mà mình đang cộng với lại một cái phrase thì mình phải chuyển thành despite cộng với là in spite of hoặc là in spite of. Đây là hai cái cụm từ mà nó sẽ cộng với lại một cái phrase. Sau đó got up late thì mình sẽ chuyển thành cái verb này, mình sẽ chuyển thành verb in. Nó sẽ là getting up late. Bỏ cái chủ ngữ phía trên, chuyển thành verb in. Rồi. Cái chữ hi này mình sẽ không sử dụng chữ hi nữa, mà mình sẽ sử dụng cái tên của người ta luôn. Là Tom got to school on time. Phía sau, phần phía sau giống như chi như vậy. Cái câu phía dưới khi mà mình đã chuyển rồi thì nó sẽ không giống với câu phía trên, tại vì câu phía trên là người ta đã nhắc Tom rồi, sau đó người ta mới tránh lập từ bằng he. Nhưng mà ở phía dưới, ngay cái mệnh đầu ở phía đầu tiên, nó không hề nhắc đến tên cái đối tượng, nên là mình sẽ sử dụng chữ Tom ở phía sau để xác định là Tom ứng với lại cái câu này.